Em chào các bác nhé, các bác ăn cơm chưa? Nay là mùng 2 tháng 9, chắc nhiều bác đi chơi chưa về đúng không? Còn em thì cũng không đi chơi đâu đâu, nhưng mà gia đình thì vẫn tụ tập liên hoan. Tới bây giờ thì mới quay để chia sẻ cái thuốc cho các bác được, bởi vì là hôm nay người dân người ta vẫn lấy thuốc cho em. Hôm qua thì em đi đúng không? Hôm qua thì em đi rừng. Em có cây giấy của cái bàn tay ma thì giấy của cái bàn tay ma ở bên kia góc bên kia em cũng lấy về. Và hôm nay thì hôm qua em đi rừng chỉ cho họ mấy cái thuốc để họ tìm ấy, thì hôm nay họ tìm cho em này này các bác. Cái này củ này thì rất là quen thuộc với các bác rồi đúng không? Đây cái củ này bây giờ nó không còn nhiều nữa. À có nhiều, ở trên rừng thì nó có nhiều á. Cái chỗ mà hôm qua em đi vào rừng nghiến kia nó nhiều lắm, nhưng mà nó là ở trên cây nha các bác nhé. Đấy, cái này là cái củ tầm gửi nghiến này. Đây là cái củ tầm gửi nghiến này các bác. Đấy ạ. Cái củ tầm gửi nghiến này thì nó chứa trong bài thuốc xương khớp này. Mình có thể sắc nước uống này, ngâm rượu này, ngâm rượu để xoa bóp này, trong bài thuốc xương khớp này và vào trong bài thuốc gan này. Đấy, cái này thì cũng đun uống được, tốt cho chị em phụ nữ nó đẹp da nữa, nhưng mà cái này dùng để mà đẹp da thì nó hơi lâu. Hầu thường thường thì em hay dùng cái củ tầm gửi nghiến này trong bài thuốc xương khớp thôi. Hay dùng tươi được, dùng khô cũng được. Dùng khô thì nó sẽ rất là lâu khô. Để làm cái củ này khô thì nó lâu khô lắm. Vậy nên hầu như là ngâm rượu thì các bác nên ngâm tươi thôi. Cái này gọi là cái củ tầm gửi nghiến nhé các bạn. Nó tầm gửi của cây, trên cây cấu nghiến ấy. Đấy, nhiều bác thì gọi là cái dái nghiến, nhưng không phải đâu. Cái này là cái tầm gửi nghiến ấy. Đây này, đây là lá của nó này. Tại vì nó là một loại tầm gửi cho nên là em cũng yêu cầu họ lấy cho cả cây cho em này các bác. Với cây nó cũng tốt này. Cây thì em sử dụng trong bài thuốc cái lá của nó này. Đây lá nó này các bác, lá của cái tầm gửi nghiến này. Cái lá nó thì em sử dụng trong bài thuốc ngâm chân tay ấy, tai biến ấy, tắm tai biến các kiểu ấy, em sử dụng trong bài thuốc đấy. Mình vẫn sẽ chặt ra và phơi khô và để dùng dần. Đây là cái lá của cái tầm gửi này các bác. Cái củ của nó ở đây nhá, cái này cái lá của nó nhá. Cây này nó là một vị thuốc quý, ở trên cây nghiến mới có đó, mình không có. Hôm nay họ lấy cho em mới được bằng này thôi này. Cái củ tầm gửi nghiến này lâu lắm mới không thấy rồi. Cái này dùng để ngâm rượu rất là tốt, để uống à. Ngâm với củ tắc kè đá này. Hay bạn nào mà tiểu đêm nhiều thì dùng cây củ này ngâm với củ tắc kè đá này. Ngâm trong bài thuốc xương khớp này đều tốt hết. Thái uống. Ngoài ra đây, cái thuốc này thì em được khá nhiều, bởi vì hôm nay em vào bảo họ tìm. Nhìn đơn giản thế thôi các bạn. Khi mà em mua được, em vào trong rừng già kia thì em bảo họ đi tìm ấy. Em đi chia sẻ, em đi lấy cái mẫu đi cho và để cho người dân họ tìm ấy thì họ mới tìm được. Mà ở trong rừng kia mới có thôi, chứ còn ở những cái rừng ngoài em này hầu như nó không còn cái này rồi các bác. Nó không còn rồi đây, cho các bác xem này. Đây ạ. Cây này là một vị thuốc chứa trong bài thuốc thận, sỏi thận, phù thận nhá. Có thể dùng độc vị được và kết hợp được, còn em thì em dùng trong kết hợp thôi. Cây này thì chắc là sẽ không có bác nào biết tên đâu. Có thể biết đối với những cái bác người giao bằng làm thầy thuốc thì các bác sẽ biết cây này. Đấy. Còn em thì gọi là cây béo thôi, gọi là cây béo ấy. Nó có ở trên núi đá này, lá nó này xanh mướt này các bác. À, cái này nhá, mình sẽ dùng trong bài thuốc thận ấy. Nếu mà bị phù lên ấy, phù thận ấy, thì mình sẽ dùng để rửa ngoài nữa nhá. Và uống thì mình sẽ kết hợp uống hoặc uống độc vị cũng được. Đây gọi là cây, đây gọi là cây chứa thận, liên quan đến phù thận, hỏi thận, nó rất là tốt. Cây này nó ở trên núi đá rồi này, vị thuốc này các bác nhìn kỹ này, nó rất là mềm nhá. Đó, đây nhiều cái này mình sẽ xử lý rất là khó. Chắc mai ngày kia thì em sẽ bảo mọi người về xử lý cho em, rửa sạch đi, chặt ra, phơi khô. Bởi vì đây là một vị thuốc rất là quý, không phải lúc nào cũng có, nên là tìm thì mới có, tìm phải tìm gặp thực thì mới có. Cho nên là em sẽ phải phơi và để sấy, không nếu mà không nắng thì bắt buộc em phải sấy cho nó khô đi, thì mới được, không thì nó sẽ phí đi. Đấy, cái này là cái thuốc thận nhé, quay lại đây cho các bác cửa bên này nhé. Góc bên này này các bác, đây. Đây các bác, đây là củ cốt linh đấy chứ ạ, các bác nhớ chưa? Cốt tái, họ hàng của cốt tái bổ đấy ạ. Cái củ này mà là trong bài thuốc sinh lý của nam giới ấy, thì mình phải dùng cây này để ngâm rượu hoặc sắc uống. Cũng lấy được khá nhiều, bởi ở kia nó có này, nó ở trên, bảo là ở trên, nó ở trên những cây cố nghiến to ấy, nó rơi xuống ấy, thì người ta tìm được đây. Cây này, củ này này. Trong họ hàng của cốt tái bổ, em đã chia sẻ với các bạn, chia sẻ cả lá rồi nhá. Đi vào tận rừng lấy này nó, cây cốt linh ấy. Các bác có thể tham khảo lại. Đây. Hôm qua này, cái đây các bác. Một bó này còn chưa xử lý này. Đây. Đây rễ của cây bàn tay ma này các bác. Đấy, hôm qua em đi mà về sau em mới trở về được bằng này đấy.
em mua lại với họ thôi. Họ đi đào đây, để bây giờ nó khô rồi như này. Dưới của cây bàn tay man nó đỏ chót luôn này, cái này. Cái này là của hôm qua em đi lấy, cây này đây các bác. Hôm qua em đi lúc em ra thì em thấy một cây bình vôi đỏ nhưng mà người ta lấy hết rồi. Đấy còn cái củ nó bé bé này. Đây các bác nhìn thấy chưa? Đấy, nó bình vôi đỏ này. Đấy, thấy chưa? Nó đỏ chót chỗ này và nó ở trong núi đá cơ các bác. Đây là cái lá của nó, cái thân của nó. Em thấy phí quá. Thấy người ta lấy rồi, em thấy phí quá các bác. Em thấy phí quá cho nên là em cũng lấy về. Để em chặt ra để em phơi khô để em dùng. À, người ta lấy cây củ rồi thì còn có cái lá của nó thôi này các bác. Đỏ chót này nhá. Cho nên là em bảo với các bác rồi, cái bình vôi đỏ ấy ở chỗ em ấy thì ở trên núi đá thôi nhá, không có cái bình vôi đỏ mà nó cái củ mà nó chỉ hơi hồng hồng đâu. Đấy, nó trên núi đá này. Hôm qua là lúc em đi về em mệt quá không quay cái này cho các bác xem được thôi. Đấy, nó mà cái bình vôi vỏ mà em hay bán ấy, em lấy với người dân ở trong kia đấy. Đỏ trong rừng già này, nó đỏ chót như này này các bác. Đó, nhìn này, các bác có thể nhìn thấy nó không đỏ. Nhìn quay không được nhưng mà nó đỏ lắm á, đỏ chót chót luôn ạ. Thì đây mới gọi là bình vôi đỏ nha các bác nhé. Mọc ở trong rừng núi đá luôn. Đỏ chót luôn. Đấy các bác. Em chỉ lấy được cái ấy của nó thôi. Cái lá của nó thôi. Đây. Và hôm qua lấy được ạ. Gặp được một bụi lệ dương này này. Cái lệ dương ấy các bác. Đấy, cái hoa lệ dương ấy. Chứa trong bài thuốc ca về gan ấy, về ấy nhưng mà không có đâu. Đi vào đấy gặp một bụi, đây phơi còn chưa khô được này. Cây lệ dương, các bác biết cây lệ dương chưa? Đấy, em đã có video đi hái cận cảnh và chia sẻ cho các bác rồi đấy. Còn đây là chuối hột rừng thôi. Chuối hột rừng em phơi khô chưa ấy, chưa sấy lại đây. Khá nhiều côn lình này các bác. Nên mình sẽ phải xử lý rất là khó, nhiều. Đợt chuyến đi rừng vừa rồi là em thấy mình vào rừng thì mệt thật, vào cái rừng già cái mệt thật nhưng mà được rất là nhiều cây thuốc bởi vì là sau khi em đi chia sẻ cho người dân ấy thì người bản địa ở đấy thì họ sẽ biết đi tìm cho em. Em thấy thích nhất là cái dế bàn tay ma này, không hiểu. Thơm các bạn ạ. To, hôm qua em quay đấy, các bác nhìn đấy. Quay nó to đùng như thế này. Cái đấy không phải đâu. À. Còn cái cút linh này thì cũng làm gì mà có nhiều như thế, chỉ có ở trong những cái rừng già như thế kia mới có thôi các bác. Nó ở trên cây nghiến ấy. Bạt ngàn luôn, nhưng mà làm sao lấy được, không lấy được đâu. Thỉnh thoảng nó rơi xuống mới lấy được thôi các bác ạ, đây này. Đó các bác. Một đống này, các bác nhìn thấy chưa? Chỉ có một ngày thôi nhá. Hai ngày thôi là em không có người làm cho em, chứ làm một thuốc của em đã là một đống như thế này rồi. Lúc nào cũng có, bài thuốc gan, bài thuốc thận cũng phải có. Mà thuốc của em thì các bác yên tâm đi nhá. Nhiều bác là cứ sợ lấy thuốc, là sợ mua thuốc nam là các bác yên tâm đi nhá. Các bác nào mà đang có vấn đề về bệnh lý ấy mà chưa có thuốc nào ấy thì chưa gọi điện cho em thì các bác nên gọi điện của em tham khảo thuốc bên em, bởi vì em khẳng định luôn chưa có ai có những cái thuốc nó tự nhiên từ rừng già như em đâu. Cái may mắn thứ nhất là em vẫn còn đang ở rừng già ấy, em sinh ra ở rừng già, ở rừng ấy, cho nên là vẫn có những cái thuốc này. Hôm qua em đi mất một ngày nhưng mà em lại tìm được cái nguồn dược liệu như này, có nghĩa hết thì em lại lấy tiếp không sao cả. Đây là thuốc chứa trong bài thuốc thận này các bác. Đó, các bác thấy chưa? À, vậy thôi em chào các bác nhá, chia sẻ các bác về những cây thuốc mà em vừa nhập về thôi ạ. Nó nào có vấn đề về thận về gan thì alo cho em ạ.